Xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Tuấn đến từ Auto 19, có địa chỉ lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến anh chị và các bạn một chiếc xe SUV trong phân khúc xe sang anh chị nhé. Trước mặt quý vị anh chị và các bạn đây là một chiếc xe GLC 300 AMG. Chiếc xe này của em thì sản xuất năm 2019 nhé, một chủ sử dụng từ đầu. Và xe thì bên em cũng đã cho tiến hành rút hồ sơ rồi, nên là cái việc đăng ký và ra tên thì rất là nhanh chóng cho anh chị và các bạn thôi. Sau ngày 15 tháng 8 này thì các xe, kể cả là biển Hà Nội hoặc là các xe biển tỉnh thì về 100% đều phải rút hồ sơ anh chị nhé. Nên là các xe về bên em thì bên em cũng đều cho rút hồ sơ cho anh chị và các bạn. Nên anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm, không phải chờ đợi thời gian rút hồ sơ làm gì nữa. Chiếc GLC 300 này của em thì rất phù hợp với những anh chị nào mà mệnh hỏa nhá. Thì nói chung là nhìn chiếc xe này có khi là ưng luôn đấy ạ. Chiếc xe này của em thì đã lăn bánh được 7 vạn km rồi, mang ngoại thất màu đỏ và nội thất thì là màu kem, một chủ sử dụng từ đầu. Xe thì còn rất là mới. Cái chất lượng đầu vào thì bên em luôn luôn đặt lên hàng đầu, nên khi mua xe bên em thì anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm ạ. Có thể mang xe đi bất cứ đâu để kiểm tra về chất lượng của xe, mang ra gara cho anh chị quen biết hoặc là mang vào hãng để kiểm tra về chất lượng của xe. Ngoài ra thì nếu như tài chính anh chị nào mà không đủ để trả thẳng những chiếc xe bên em thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Kết hợp cùng với đó lãi suất là ưu đãi và giải ngân nhanh chóng cho anh chị và các bạn nhé. GLC 300 này là một trong những chiếc xe full option nhất trong phân khúc GLC rồi. Ngoài ra thì có GLC 200 và GLC 250 nữa. Đó. GLC 300 2019 này thì được trang bị rất là nhiều những cái công nghệ option. Ở đây thì chúng ta có một cái cụm đèn là Full LED Intelligent này, liếc theo góc lái nhé, rất là sáng và thông minh. Có cái giải LED định vị ban ngày này, cảm biến va chạm xung quanh xe luôn. Có cam 360 cho anh chị và bạn nhé. Đó. Body AMG này, vành AMG. Phiên bản 2019 này thì vẫn còn giảm xóc bóng hơi nâng hạ gầm nhé. Đó. Giảm xóc bóng hơi thì ở thị trường Việt Nam thì có những cái anh chị khách hàng rất là ưa chuộng, nhưng mà có những cái anh chị khách hàng này lại không yêu thích lắm. Đó, thì nó do tùy từng quan điểm của mỗi người thôi. Còn ở phiên bản này thì vẫn sẽ không có lốp dự phòng anh chị nhá. Đó. Mang một cái nội thất màu đỏ cực kỳ là sáng bóng luôn. Có bậc lên xuống này. Đây, đi vào đến bên trong. Bên trong nội thất thì là màu kem nhá, một trong những cái màu nội thất được ưa chuộng bậc nhất của chiếc xe Đức. Đây. Rất là sáng, rất là đẹp, rất là sang trọng. Ở đây thì có 4 gương kéo kính chỉnh điện này, ghế lái, ghế phụ, nhớ ghế 3 vị trí nhá. Tablo tabli có gỗ phe với da này, hai màu đen kem rất là nổi bật. Hệ thống âm thanh giải trí là loa Boomaster này. Đây thì có cam 360 này, bật tắt cảm biến này, đèn auto, vô lăng thì tích hợp các phím bấm đa chức năng, đàm thoại rảnh tay, to nhỏ âm lượng. Phía dưới đây thì có lim giới hạn tốc độ, cruise control và có cả lấy chuyển số dưới vô lăng này, số điện dưới vô lăng luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, duy nhất trên phiên bản GLC 300 thì mới có cửa sổ trời toàn cảnh anh chị nhé. Hàng ghế thứ hai thì vô cùng là rộng rãi rồi, nhưng mà hơi đáng tiếc một chút trên những chiếc xe GLC này thì không như những chiếc Mac E hoặc là Mac C. Mac E, Mac C thì cửa phía sau này thì còn có rèm chắn nắng chỉnh tay, nhưng mà riêng GLC thì không chiếc nào có anh chị nhé. Cái này thì anh chị phải mua hoặc là dán phim cách nhiệt. Đó. Có cửa gió điều hòa đằng sau này. Nói chung là cái nội thất màu kem này thì vô cùng là đẹp rồi. Cốp cũng là cốp điện nhá. GLC thì không chiếc xe nào model ở những năm 2019 này thì không chiếc nào là có cửa hết đâu anh chị nhá. Và chiếc GLC 300 sản xuất năm 2019 này, một chủ sử dụng từ đầu, em đang chào bán với giá là 1 tỷ 350 triệu đồng. Giá cả thì bên em vẫn còn thương lượng và linh động được cho anh chị khi anh chị quay trực tiếp salon bên em xem xe, chạy thử và cảm nhận về xe. Và cũng đến cuối video rồi, nếu như anh chị nào mà quan tâm về chiếc GLC này của em thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh chị 24/7 ạ. Và em xin được cảm ơn, hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.